Ui. Ui, to ui. To kinh khủng luôn. To thế. Ai chà chà. Ui nó phun nước này. Đây chính là một cái con cá mè các bạn. Một con cá mè này thì cậu mình thì không ăn cá mè. Cá mè hú. Thì mình cậu bảo là đi ra ngoài này bắt con cá mè về. Thì con cá mè này về thì làm gì đây? Ui, to kinh khủng luôn các bạn. Ấy da. Để mình cầm con cá mè này về sẽ triển khai một cái món rất chi là đặc biệt luôn. Đặc biệt như nào thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video của Long Đen nhé. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành tiếp tục năm 2024 với Long Đen. Thì con cá mè này thì ăn thì nó ngon lắm các bạn. Nhưng mà nó như thế nào? Nó trượt nó dài lắm. Để bây giờ mình mang về triển khai luôn. Ui yo yo. Ui yo. Ui nó cựa, nó khỏe ơi là khỏe. Khỏe là khỏe. Đây chính là cái con cá mè mà cậu mình đi đánh lưới được đấy các bạn ạ. Cá mè này nếu như mà không biết cách chế biến thì nó sẽ hơi bị tanh một chút xíu các bạn. Thế nhưng nếu biết cách chế biến thì nó lại là một cái ngon tuyệt vời luôn. Người ta thường hay thái gỏi bằng cá mè này này. Nhưng mà mình đợt này không ăn gỏi nữa, mà làm một cái món đặc biệt luôn. Wow. Wow, chà chà. Cuối cùng thì mình cũng đã triển khai xong được cái món cá gác bếp. Đây chính xác gọi là cá gác bếp các bạn. Vì mình làm như này ấy, thì theo những cái kinh nghiệm của các bác ở trên đồng bào Tây Bắc ấy, thì các bác có cái món hạt dổi và mắc khén này, nó cũng làm cản cho cái vị tanh của cái loại cá mè đi. Và thứ hai nữa là đầu năm này thức ăn thì vẫn còn đang còn nhiều các bạn, thì mình chưa sử dụng tới thì mình gác bếp như này. Thì một vài cái bữa nữa thôi là mình lại được vài cái món ăn trong gia đình. Đây gọi là chữ lương thực. Rồi bây giờ thì mình xong xuôi công việc của mình rồi, để chờ cái kết quả của nó. Sau đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem để cái mùi vị của nó này. Rồi thì cái mình gọi là cái
đặc sản như này nó có cảm nhận như thế nào, sau đó là mình sẽ truyền cảm cho các bạn xem nhé. Tranh thủ cho cái món cá gác bếp của mình thì mình lại đi lên chợ. Hôm nay mục đích của mình thì kiếm lấy ít tôm về cho mấy cái con vịt uy nương của mình đấy các bạn. Thế nhưng mà buổi chợ hôm nay hình như là mình thấy toàn thấy rau với lại cá thôi. Chị ơi, hôm nay không có tôm nhỏ à chị ơi? Vâng, toàn tôm to thôi nhỉ. Ốc này, ốc nhỏ bao tiền một cân chị? Chị bốc cho em hết cái chỗ đấy đi. Na na, đã về tới nhà rồi các bạn này. 15.000 chỗ ốc như này. Nếu mà mua tôm thì được chắc được già một lạng tí. Thế nhưng mà nó không vất vả. Ốc này giờ mình phải phải đập nó ra cơ. Mà ăn được không? Ăn được không gì? Trông thì bụng dạo này thì cũng khá khẩm hơn đấy. Thế nhưng mà chả hy vọng gì nữa. Bao nhiêu lần mày lừa anh là có chửa rồi. Anh chả tin nữa. Nếu như bạn nào mà xem video của mình từ năm ngoái đến giờ thì chắc hẳn là cái hành trình mình nuôi vịt uyên ương của mình ấy thì nó cũng không có vất vả gì đâu. Thực sự là không vất vả gì. Thế nhưng mà cái cảm xúc thì nó nhiều vô kể lắm các bạn. Cảm xúc nó có những lúc nó gây cho mình những cái thất vọng này. Rồi có những lúc nó gây cho mình những cái cảm giác kiểu như là dẫn đến cả tuyệt vọng luôn cũng có đấy các bạn ạ. Đấy, tại sao mình lại nói là như vậy thì bây giờ mình đầu tiên cho con bố con mẹ nó ăn trước đã. Cốc 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 cốc. Mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi nhỉ. Đó chính là khi nuôi vịt uyên ương này này, mình bắt đầu nuôi ấy thì mình thích cái sắc đẹp của nó lắm. Cái sắc đẹp của nó quá mỹ miều luôn và làm cho mình cảm thấy giác là nó như là tuyệt sắc giai nhân luôn các bạn. À, thế chính vì điều đó là mình có duyên với lại con vịt uyên ương. Thế sau khi mà có vịt uyên ương rồi ấy, thì cũng nhiều các bác bảo là cái vịt uyên ương ở cái khí hậu của Việt Nam mình ấy là nó không có sinh sản được đâu. Thế từ đó trở đi mình lại càng cảm giác nó tuyệt vọng. Thế nhưng mà sau rồi cuối cùng thì mình cũng nghĩ bảo ôi thôi, cũng đã từng chia sẻ thật lòng với các bạn là mình đến với nó bén duyên với nó thì mong sao là nó cứ khỏe mạnh với mình để thi thoảng là mình cũng quay video mình gửi tới cho các bạn để các bạn giải trí. Thì từ đó thì mình cũng không còn hy vọng gì nữa. Thế rồi một ngày là đúng cái đợt mà mình đang làm cái chuồng dê ấy các bạn. Đang bắt đầu làm cái chuồng dê. Hôm đấy thì mình đang hí húi là mình đang đóng nhỉ. Thế là vợ mình mới bắt đầu đi vào trong chuồng vịt uyên ương này cho ăn thì phát hiện một quả trứng. Thì mình bảo là ô cái avi này của mình thì chẳng có một cái con gì chui vào được mà lại có quả trứng ở trong đấy thì điều đó thì chỉ có là vịt uyên ương thôi. Lúc đó mình chia sẻ lên nhiều các bạn cũng không có tin đâu. Các bạn bảo là để làm sao được. Thế nhưng mà sau từ đó đi là nó cứ hôm cách một hôm nó đẻ một quả. Thế là mình mới nghĩ là thôi chuẩn 100% là vịt đi nương đẻ rồi. Từ đó thì đi lại nuôi cái hy vọng là bao giờ nó đẻ xong rồi nó lại ấp. Rồi thì nhiều các bác bảo là ở Việt Nam mình cái khí hậu nó cũng không ấp được. Thế nên mình tìm đủ mọi cách là không tìm đủ mọi cách để ấp làm sao để cho nó ra một cái kết quả nó tốt nhất ấy. Thế là ấp cũng không có được các bạn. Nó thực sự là ấp bằng máy cũng không có được. Thế là sau cuối cùng là mình quyết định là cho gà ấp. Thế cho gà ấp 3 quả trứng được cả ba luôn các bạn. Nó đẻ mười mấy quả trứng cơ. Đó, thế nhưng mà máy ấp thì không ấp được. Thì đấy, cuối cùng thì mình được một đôi. Mình cũng từng chia sẻ với các bạn là được một đôi. Được 3 con thì tặng quế một con. Rồi thì mình giữ lại một con. Rồi thì còn một con nữa thì trong một đàn của nó thì mình cũng giao lưu với anh Quỳnh ở dưới Hải Dương đấy. Thế cho nên là từ đó trở đi là cái hy vọng của mình nó cũng nhiều nhiều ghê ấy. Thì đến bây giờ thì chăm sóc nó trở thành thói quen rồi. Thì trong này thì năm nay lại có thêm cả le le nữa. Thì tạm thời thì mình bỏ cái cám này ra đã. Bỏ cái cám này lên để tập cho nó ăn dần. Nếu như mà có tôm ấy, tôm thì bao giờ thì nó cũng tiện hơn. Mình chỉ cần thả nó ra đây một cái. Mà tôm nó, cái chất lượng của tôm nó cũng tốt hơn đấy các bạn. Nó không như ốc này. Ốc này thì chất lượng nó không tốt. Thì thôi mình cho ăn tạm một hai bữa. Để qua Tết này thì người ta cũng buôn bán, người ta trở lại ngày những ngày bình thường ấy. Thì là người ta sẽ đi đánh được, thì người ta sẽ bán thì mình sẽ dễ mua hơn. Mong sao là năm nay nó cũng có những cái kết quả nó thú vị các bạn ạ. Mình thì không phải là kẻ công đâu, mà thực tế mình chăm sóc con gì cũng thế, rất chi là chu đáo luôn. Nếu như mà nhiều các bác đã theo dõi mình rồi thì mình cũng hiểu được cái tình cảm của mình dành cho những cái con vật, chăm sóc cực kỳ tốt luôn, kể cả những chú chim chào mào này của mình đấy. Đông ấm hè mát, nói chung là
ăn uống cũng chưa bao giờ để nó thiếu thốn một cái gì. Cám thì cũng tìm cho nó những cái loại cám tốt nhất có thể. Hoặc là các bạn, các bác nào mà chăm trà màu bạch rồi thì bảo là sử dụng loại cám gì cũng mua luôn. Đấy. Thả bạn ngỗng này ra rồi các bạn. Hôm qua mình cũng quyết định là thả bạn ngỗng này ra. Bây giờ thì nó không được vào trong, nó hơi buồn một tí, nó kêu đấy. Ngan ở trong này các bạn này, nó cũng đẻ được nhiều trứng ghê rồi ấy. Nhưng mà toàn con ngan đực nó nhảy vào nó ấp thôi. Nhưng mình vẫn quyết định là không cho vào máy các bạn. Hỏng cũng được, chấp nhận cho nó hỏng để bây giờ mình đi vào nhé. Chấp nhận hỏng được, không để cho nó thành một cái thói quen sau này nó không ấp. Nó không ấp thì tự dưng mình làm cho nó cái mắt nết mà. Mình làm cho nó cái mắt nết mà sau tự mình vất vả luôn. Nhưng mà cái phần con trống là nó cứ nhảy vào nó ấp. Nhà mình bảo là thôi, hay là nhặt vào đi vào trong cho vào trong máy ấp thì mình bảo không được. Quyết định là không thể chiều chuộng chúng nó sau chúng nó trở thành mắt lết được các bạn. Rồi, đây. Nó đẻ được nhiều trứng ghê rồi các bạn này. Đấy. Thế nhưng mà tội lỗi cái là cứ con trống cứ nhảy vào ấp. Đây, các bạn nhìn này, một ổ trứng nhiều như này. Bây giờ mà ấp bằng máy này, thứ nhất là nhiệt độ của cái con ngan này bao giờ nó cũng phải cao hơn cái con vịt một tí. Thế giờ mà chỉnh máy thì rất chi là phiền hà. Mà nếu như mà con mẹ nó ngan này nó làm một cái giống cực kỳ khéo ấp đấy các bạn, cho nên mình không có sợ đâu. Hỏng đứa này cũng được. Để cái con ngỗng ở trong thì con ngan đực này nó cứ đè suốt ngày. Đè nỗi là con ngỗng nó kêu kêu coi như là sát ruột sát gan luôn. Trong vườn nhà mình con vật gì thế. Nói thì các bạn thông cảm cho mình chứ nó nghịch lắm, chẳng có gì vừa đâu. Kìa, dê đực vừa hôm qua thả ra một cái kìa, đấy, đã phá như thế kia rồi đấy. Đấy, lại phải xích nó vào. Không trừ một cái chỗ nào là nó không phá luôn các bạn. Cứ nhốt 2 ngày lại thả một ngày, cứ nhốt 2 ngày lại thả một ngày cho nó lành. Bởi vì là mình cũng sợ kiểu như nhiều các bạn bảo mình là anh mà cứ nhốt dê đực như thế thì con dê cái nó không có chửa được ấy. Thì mình cứ 2 ngày lại thả nó ra. Như lần này có cái bụng cũng thấy to to hơn rồi. Như vừa nãy mình bảo rồi, chả hy vọng. Cứ bao giờ nó đẻ con gì đấy, cả cả cha mau vai của mình đấy. Cứ bao giờ nó đẻ thì lúc đấy là không lo ngại nữa. Còn bây giờ thì nó cứ làm cho mình nhiều cái cảm xúc nó thăng hoa lắm. Rồi sau nó lại làm cho mình buồn. Trong này lại thêm một ổ trứng nữa các bạn này. Đấy, đẻ khắp cả. Đây là con gà Tân Châu. Con gà Tân Châu kìa. Thôi chắc là 1-2 hôm nữa là mình cũng sẽ phải tách cái con gà mẹ này ra thôi. Vì con nó cũng lớn rồi. Mình tách nó ra thì để cho con mẹ nó còn chuẩn bị sinh. Chứ lui con như thế là khá chi là ok rồi các bạn. Thì tách ra đúng không nhỉ? Đấy là theo ý kiến của mình như vậy. Mình nghĩ là cũng nhiều các bạn cũng đồng tình với mình thôi. Bởi vì con nó lớn thế kia rồi mà. Đấy, hôm nay lại được thêm mấy quả trứng nữa. Thế nhưng mà thôi, cứ để cho nó ấp thêm một vài bữa nữa đấy các bạn. Để cho thêm vài ba quả nữa thì sau đó là mình lại ấp tiếp. Vừa hôm kia ấp rồi. Đấy. Mình cũng chưa kịp cả xoay xét gì đâu. Cứ để cho nó vài bữa nữa xem sao. Uầy, xong xuôi cái công việc của cả một ngày rồi các bạn. Quay trở lại cái mẻ cá của mình này. Các bạn thấy nào? Đấy, như này có đáng để được ăn không nhỉ? Mình thì thấy nó vàng rộm luôn. Để bây giờ mình thử xem nào. Mình thử cảm nhận xem nó có mùi tanh nữa không nhé. Nó cũng bớt đi nhiều các bạn, bởi vì là nó có cái kiểu mùi oi khói. Mình nói đơn giản là có mùi oi khói là một này. Đấy, nó có mùi hạt rổi mắc khén mà khi mà có lửa lên ấy thì nó cũng dậy thêm mùi. Ui, thơm ơi là thơm thế này mà. Tết mà được cái món này thì nó không còn gì để mà nói luôn. Đây để mình gỡ lốt cái mẻ này nhá. Đây các bạn này. Ai cha cha. Ngon chưa? Đây, bây giờ còn cái miếng này này các bạn này. Wow. Ok, các bạn thấy nào? Vàng rộm chưa? Kém gì thịt trâu gắp ép chưa? Đấy. Cá thì nó không được kiểu như là mình không được nói là cái kiểu nó có thớ thịt như kiểu thịt trâu, thịt bò hoặc thịt lợn ấy. Nhưng mà nó dậy một cái màu rất chi là phê luôn các bạn. Đấy, xỉnh ngoan đấy. Rồi, bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Một cái video của cả một ngày nỗ lực cố gắng thì mình cũng xin phép là mình kết thúc ở đây. Một lần nữa thì Long Nhẹn luôn hẹn các bạn ở những video sau. Luôn chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé. Ui giời ơi.